vị như thế nào? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Kẹo này có giá là 100.000 đồng, các bạn có thể đặt được dễ dàng trên các app đặt đồ nhé. Xem nào, ui giời, một hộp to đùng như này mà vỏn vẹn có 5 viên kẹo thôi. Ơi, mày nhìn xong nó ghê ghê, trong mắt to đùng rồi gân máu các kiểu. Eo ơi, rồi rồi, thử ăn xem hương vị như nào nhá. À, mùi thì cũng thơm đấy, thơm kiểu kẹo cao su vậy. Tách nó ra thì bên trong nó có rất là nhiều siro ngọt, vị dâu. Kẹo thì cũng kiểu dẻo dẻo, ok. Nhưng mà hình như là do mình bị ám ảnh bởi con mắt trong các bộ phim kinh dị hay sao ấy, mà mình ăn nó cứ bị ghê cổ ấy. Thực sự, dù hương vị của nó không tồi, nhưng mình không thể ăn đến cái thứ hai được. Loại kẹo này thực sự chỉ phù hợp với các dịp lễ như là Halloween. Còn với tính chất kinh dị của nó, mình cực kỳ phản đối cái việc mua nó về để thưởng thức hàng ngày, nhất là mua cho trẻ em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Món đuông dừa kinh dị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Ui, nhìn nó ngọ nguậy giống như sâu là mình giỡn hết cả da gà lên rồi. Ta cần phải chế gia vị thì mới ăn được. Cắt lá chanh vào này, cắt thêm ớt tươi này, cho hạt tiêu này, rồi đổ nước mắm. Phải đợi nó ngấm gia vị tầm 20 phút thì mới ăn được nha. 20 phút đã trôi qua và bây giờ là đến phần thử thách bản thân vượt lên chính mình. Nhìn thấy mấy con giống giống sâu như thế này là mình đã phát khóc lên rồi ấy. Thôi rồi, không được hèn, không được hèn. Cố lên Tôm ơi, há miệng ra cắn đi, cắn đi, cắn nuốt. Cái chất nước nhảy nhảy nó phun ra trong miệng Tôm là mình tí nữa thì chớ. Mình phải cố gắng nuốt thật nhanh xuống nên bây giờ mọi người hỏi mình là đuông có vị gì thì mình chịu chết. Thôi mình xin được đầu hàng. Lại tiếp tục có thêm một món ăn đặc sản mà mình phải liệt nó ngay vào danh sách đen. Bởi vì sao? Bởi vì nó thực sự kinh dị và gây ám ảnh đối với mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Ok, hương vị của đậu hũ thối có thực sự kinh khủng hay không? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi gói này có giá khoảng 70.000 đồng. Bên trong có tầm chục miếng đậu. Mỗi gói nhỏ này là một miếng nhá. Để xem nó có thối như trong truyền thuyết không nào. Ai chà, không hề thối nhá. Hình như là mấy cái món đồ gói Trung Quốc này đều có mùi vị giống y hệt nhau hay sao ấy. Mùi dầu mỡ và mùi ngũ vị hương ấy. Cắn một miếng thì thấy nó không hề kinh khủng. Chỉ có điều là khó ăn. Cứ kiểu gì lợ lợ, giống như một cục bột được tẩm thêm vị cay rồi dầu ớt. Mình xin phép nhá. Nếu bạn là một người yêu thích ẩm thực lạ miệng thì các bạn cứ mua nó về. Còn mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Lý do đơn giản lắm, là mình không ăn được thôi. Món khâu nhục có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mình mua chỗ này với giá là 130.000 đồng. Gốc của món này là của người Trung Quốc nhưng giờ nó lại cực kỳ nổi tiếng với người Tây và người Nùng tại Lạng Sơn. Giờ mình không chờ đợi gì nữa và hãy cùng nhau măm măm nó nha. Cả tảng thịt to đùng luôn, mỡ gần như là đã bị chảy hết rồi. Cái này nên ăn kèm bún, kèm cơm thì ngon hơn bởi vì nó mặn. Thịt mỡ của nó không hề bị ngấy, thậm chí còn ngon hơn phần thịt nạc vì ăn nó mềm, tan ra trong miệng luôn. Chỗ gia vị thuốc bắc này ăn cũng ok luôn. Món này rất thịnh ở những vùng trung du miền núi phía Bắc. Nhất là khi ăn cỗ ở Lạng Sơn thì hầu như là đi dạp nào cũng có. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy thưởng thức ngay món khâu nhục đi nhá. Còn lại, mọi người còn biết những đặc sản vùng miền nào có sự thú vị nữa thì hãy giới thiệu cho Tôm để Tôm và mọi người cùng được trải nghiệm nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Trứng bắc thảo có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mình mua trứng này với giá là 24.000 đồng một hộp 4 quả. Mới mở hộp ra thôi mà mùi như kiểu là đứng giữa trang trại vịt vậy. Trứng được ủ bằng đất sét, chấu, cho. Thôi, giờ bóc cái lớp này ra đã. Bây giờ mọi người cùng đợi Tôm đi rửa trứng và tay cho sạch sẽ đã nhá. Và bây giờ cùng khám phá nó thôi. Ui, mùi khai quá, khai dã man. Lòng đỏ thì nó chuyển thành đen rồi. Thử lòng ngoài trước nhá. May quá là nó không quá kinh khủng mọi người ạ. Đến lòng trong nào. Ui, nhìn thôi đã thấy ghê rồi. Nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi. Thật sự không thể nuốt nổi. Ăn một miếng trọn vẹn cả lòng trắng và lòng đỏ nào. Nuốt! Ôi không! Mình xin giơ cờ trắng và đầu hàng. Sau này không biết như thế nào, chứ đến thời điểm này, đối với mình, đây là món ăn đáng sợ nhất. Hương
hương vị của hàu sống có thực sự khó ăn hay là không? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Hàu này tôi mua tại chợ hải sản với giá là 45.000 đồng 1 kg. Bắt đầu nạy vỏ nhá. Giờ để thưởng thức được thì mình cần chuẩn bị thêm một chút gia vị. Xì dầu, chanh, mù tạt. Mọi người hãy cùng Tôm oánh chén nó thôi. Vắt chanh này, thêm xì dầu này. Wow, miếng thịt hàu lạnh ngắt nhanh chóng trôi xuống cuống họng mà Tôm chưa kịp biết vị của nó như thế nào luôn. Hôm nay mình sẽ thử ăn hàu cùng với mù tạt. Và đây là lần thứ 2 mình đụng đến mù tạt. 3, 2, 1, nuốt. May là vị hăng nồng của mù tạt đã bị át đi rất là nhiều rồi. Công nhận là nó giúp hàu bớt tanh hơn và cũng khiến cho mũi mình bị kích thích nhiều hơn. Hàu sống không hề quá khó ăn. Chỉ là với những đồ dạng gỏi hay ăn sống như thế này thì sẽ không phù hợp với những người có cái dạ dày yếu. Gà rán bóng đêm có hương vị gì đặc biệt? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá! Cái này mình mua là 68.000 đồng trên một miếng. Chỗ này hai miếng là 136.000 đồng, chưa tính ship nhá. Uầy, miếng to đùng luôn ấy. Nhìn cái lớp vỏ ngoài nó cứ xi đèn đèn, đen xì xì, nhăn nheo buồn cười nhở. Xé túi tương ớt tương cà thôi. Thử tí nhá. Wow, nhìn thì ghê ghê nhưng mà ăn cái đen này ngon lắm mọi người ạ. Giòn tan thơm nhẹ giống như là loại bánh phồng Tôm mình mua về để tự rán ấy. Thịt gà bên trong được cái là vẫn giữ được độ ướt không bị khô như một số loại gà rán khác. Cơ mà vì loại gà để làm món này nó không được như gà chạy bộ ở mình nên thực sự là thịt của nó bở lắm. Gà rán bóng đêm có cái tên khá thú vị nhưng hương vị của nó cũng thú vị không kém. Nếu có điều kiện thì các bạn hãy ăn thử một lần cho biết nha. Ok, hôm nay Tôm lại tiếp tục với chuyên mục thách thức bản thân với mì cay cấp độ 7. Bát này Tôm đặt là vị thập cẩm với giá là 68.000 đồng chưa tính ship. Xem với 68.000 đồng thì mình có những gì nào? Một con tôm, 2 miếng mực, 2 miếng cá và một tá chả viên. Chúng ta cùng mâm mâm thôi. Uống nước dùng trước nào. Tê cứng hết cả lưỡi rồi. Phê lôi. May là mình đã chuẩn bị một cốc sữa ở đây. Sữa hạ cay rất tốt đó mọi người ạ. Nói chung là mì cay cay cấp bao nhiêu là ở nước dùng hết. Chứ đồ và mì thì cái nào chả giống cái nào. Trời, mình bắt đầu toát hết mồ hôi tay mồ hôi chân tứ lưa ra rồi. Thiếu điều là chảy nước mắt nữa thôi. Đời mà không dám thử trải nghiệm những cái lạ thì còn gì vui và thú vị nữa. Món ve sầu có khó ăn hay là không? Thì phải thử mới biết được. Vì mùa này chưa phải mùa ve nên mình đã nhờ một người bạn mua trên Sơn La với giá là 800.000 đồng trên 1 kg. Người ta đã làm chín sẵn cho mình rồi, giờ chỉ cần rang lại cho nóng thôi. Đây là loại ve sầu non rúc đất, bắt rất là khó. Mình thú thật là đã ăn ve sầu rất rất nhiều lần rồi, đó là tuổi thơ của mình. Nhưng kiểu này thì chưa được ăn bao giờ. Ve sầu non nó còn nguyên dịch nên ăn rất béo. Khi rang ve thì nên cho thêm lá chanh hoặc lá lướt thì nó sẽ thơm hơn. Ai ăn được thì mê, mà ai không ăn được thì nó dị ứng nổi mần đỏ cho có một gãi cả tuần. Bây giờ thì cùng theo chân Tôm đi mời mọi người nha. Một người này, người nữa này, tiếp theo luôn nha. Tại cái ông này không ăn được còn há mồm ra làm gì, phun ra hết rồi. Ve sầu, ăn quên sầu luôn. Món tôm sống tái chanh có khó ăn hay là không? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Để ăn được thì ngoài tôm và chanh ra mình cần chuẩn bị thêm ớt và rau húng nhá. Giờ thì chúng ta nhặt rau, bóc tôm, phải rửa sạch tất cả chỗ này nhá. Bây giờ chúng ta lấy kéo cắt rau, ớt nữa này. Giờ là vắt chanh, thêm xì dầu cho vừa miệng, trộn đều lên nào. Các bạn cứ đảo đều đến khi nào tôm nó chuyển sang màu cam cam, tức là nó đã chín tái rồi nhá. Bây giờ thì ăn được rồi đấy. Ngon. Tôm giòn giòn, dai dai, mát mát, ớt cay tê đầu lưỡi luôn. Ăn kèm càng nhiều rau thơm thì càng đỡ tanh nồng nhá. Nói chung là ăn mấy cái đồ ăn sống này thì khả năng về chanh ve kép xe là hơi cao. Nhưng mà thôi, dân chơi thì sợ gì mấy con biết bơi, đúng không? Tôm sống tái chanh khá là dễ ăn, hơn nữa lại còn ngon miệng ấy chứ. Các bạn nào có món gì đặc biệt hay là kinh khủng hơn ý, thì hãy giới thiệu cho Tôm nhá. Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Gói này mình mua là 100.000 đồng tại cửa hàng chuyên bán các đồ đặc sản phía Nam. Mở nó ra thì ngửi thấy mùi bánh tráng và mùi tanh tanh đặc trưng luôn.
Để ăn được thì mình cần phải chuẩn bị thêm một nồi chiên, một gói nhìn nhỏ vậy thôi chứ phải đến 30 miếng chả ấy chứ. Giờ thì lật đều cho đến khi nó vàng ươm lên là chín. Sau 5 phút thì chúng ta đã có một đĩa chả ram vàng rộn ngon mắt hấp dẫn chưa này. Loại nem để cuốn chả rất là dày và dai, mỗi một cái chả là có nguyên một con tôm luôn. Phần thịt băm không bị ngấy, mềm. Vỏ nem cuốn và tôm giòn hòa cùng thịt băm mềm khiến mình ăn rất là vui miệng. Món này để ăn với cơm, với bún cũng được, mà để ăn chơi, ăn nhậu với bạn bè thì còn ok hơn nữa. Mọi người hãy thử mua chả rang Bình Định về để ăn thử nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Món đuông dừa kinh dị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Ui, nhìn nó ngọ nguậy giống như sâu là mình giòn hết cả da gà lên rồi. Ta cần phải chế gia vị thì mới ăn được. Cắt lá chanh vào này, cắt thêm ớt tươi này, cho hạt tiêu này, rồi đổ nước mắm. Phải đợi nó ngấm gia vị tầm 20 phút thì mới ăn được nha. 20 phút đã trôi qua và bây giờ là đến phần thử thách bản thân vượt lên chính mình. Nhìn thấy mấy con giống giống sâu như thế này là mình đã phát khóc lên rồi ấy. Thôi rồi, không được hèn, không được hèn. Cố lên Tôm ơi, há miệng ra cắn đi, cắn đi, cắn nuốt. Cái chất nước nhảy nhảy nó phun ra trong miệng Tôm là mình tí nữa thì chớ. Mình phải cố gắng nuốt thật nhanh xuống nên bây giờ mọi người hỏi mình là đua ngô vị gì thì mình chịu chết. Thôi mình xin được đầu hàng. Lại tiếp tục có thêm một món ăn đặc sản mà mình phải liệt nó ngay vào danh sách đen. Bởi vì sao? Bởi vì nó thực sự kinh dị và gây ám ảnh đối với mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Trứng bắc thảo có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mình mua trứng này với giá là 24.000 đồng một hộp 4 quả. Mới mở hộp ra thôi mà mùi như kiểu là đứng giữa trang trại vịt vậy. Trứng được ủ bằng đất sét, chấu, cho. Thôi, giờ bóc cái lớp này ra đã. Bây giờ mọi người cùng đợi Tôm đi rửa trứng và tay cho sạch sẽ đã nha. Và bây giờ cùng khám phá nó thôi. Ui, mùi khai quá, khai dã man. Lòng đỏ thì nó chuyển thành đen rồi. Thử lòng ngoài trước nhá. May quá là nó không quá kinh khủng mọi người ạ. Đến lòng trong nào. Ui, nhìn thôi đã thấy ghê rồi. Nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi. Thật sự không thể nuốt nổi. Ăn một miếng trọn vẹn cả lòng trắng và lòng đỏ nào. Nuốt, ôi không. Mình xin giơ cờ trắng và... đầu hàng. Sau này không biết như thế nào, chứ đến thời điểm này, đối với mình, đây là món ăn đáng sợ nhất. Em khiến anh thất mê, trông cứ như búp bê nè, tự nhiên lại đến đứng kế. Ok, mì trộn tương đen Hàn Quốc có hương vị như thế nào? Hãy cùng Tôm trải nghiệm nhá. Mỗi gói này có giá là 14.000 đồng, dĩ nhiên bên trong cũng mì và các gói gia vị rồi. Vì là mì trộn, nên chúng ta cần phải trần mì trước đã. Nhớ bỏ gói rau khô vào trần cùng để cho nó chín nhá. Đợi khoảng 5 phút, ta vớt mì ra rồi trộn đều cùng với gia vị. Đặc biệt chính là nằm ở đó, vì nó đã biến đĩa mì vàng ươm trở thành màu đen huyền bí. Sợi mì thơm, to, dai, nhưng mà về tổng quát thì nó lại bình thường. Nếu như hỏi mình ý, là mì đen khác gì so với các loại khác thì chỉ đơn giản là khác màu thôi. Giá thành rất rẻ nên ai cũng có thể thưởng thức được món mì đen này. Khi ăn thì mọi người nhớ mang theo nước lọc và giấy ăn để giữ cho khuôn miệng của mình luôn được sạch sẽ nhá. Lẩu cốc cơm cháy bào ngư có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi gói này có giá là 55.000 đồng chưa tính ship. Các món dạng kiểu này ý, thì mình chỉ có thể order trên mạng nên tùy độ xa thì khi hàng về đến tay có thể lên tới hơn 100.000 đồng các bạn nhé. Ở trong đây là cơm mang những gói đồ này, cơm cháy này, dầu thực phẩm này, dầu ớt này, bột canh, rau sấy và những cái gói sốt gì đây mình cũng chả biết nó là gì nữa. À ha, đây rồi, con bào ngư, bé tí bằng đầu ngón tay thôi, nhưng không biết là đắt có sát ra miếng không nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bỏ nước sôi và chờ đợi nhá. Ta-da! Bây giờ thì chúng ta cùng nhau thưởng thức thôi. Mùi kiểu như là cháo trẻ em vậy. Ui, cơm đã bã hết ra rồi nhá. Ngay từ đầu cái cách chế biến là mình đã thấy nó sai sai rồi. Đã cơm cháy khô lại còn chút nước. Nhìn cái mớ hỗn độn trong đây thì có khác gì nồi cắm lợn không? Ui, nước thì dở, tất cả đều kinh khủng. Rồi rồi rồi, ok ok. Cố gắng lên nào, còn một con bào ngư nữa mà. Hy vọng là nó không tệ. Nhưng mà không, trời ơi, hôi quá. Dẹp đi chứ cố quá sẽ thành quá cố mất. Kể cả sản phẩm này có giá là 5.000 đồng thì mình cũng không bao giờ mua lại lần hai. Kinh khủng, dở tệ, phí tiền. Và các bạn cũng nên như vậy, đừng bao giờ mua nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Thank you.
chân gà cay yu yu có hương vị như thế nào. Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm nhé. Một gói này có giá là 43.000 đồng. Nếu như bạn ở Hà Nội thì có thể tìm mua nó ở siêu thị hoặc là Cycle Cây. Còn không thì đặt trên các shop online cũng được. Nhưng tất nhiên là phải mất phí ship đấy nhá. Khui thôi. Ui, vẫn là cái mùi đặc trưng của đồ đóng gói Trung Quốc. Mùi ngũ vị hương hắc hắc khó ngửi. Ừ thì chắc tại mình không hợp đồ chung, cứ coi như vậy đi. Ấy, có cả quả ớt nguyên nữa này, chu đáo ghê. Để xem nào, một gói này là tầm 3 cái chân gà, suy ra cũng là mười mấy nghìn một cái thôi. Và như Hải Phòng không thích lòng vòng, chúng ta cùng thưởng thức luôn nào. Mặn, mặn lắm các bạn ạ. Cay thì cũng bình thường thôi, nhưng mà mặn cực luôn ý. Nhà máy sản xuất gần Biển Đông hay sao mà lắm muối thế. Thử miếng ớt xem nào. Ớt thì nó cay. Ừ thì ớt phải cay thôi. Được cái là ăn giòn sần sật, điểm cộng duy nhất luôn. Trăm năm trong cõi người ta, vừa cay vừa mặn, đó là đồ chung. Thật sự không muốn so sánh đâu, thế nhưng mà hương vị của nó chỉ ngon bằng 1/3 chân gà ngâm xả tác thôi. Thử để cho biết chứ mình sẽ không cho nó vào danh sách đồ ăn vặt của mình được. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nhé. Ok, hương vị của đậu hũ thối có thực sự kinh khủng hay không? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi gói này có giá khoảng 70.000 đồng, bên trong có tầm chục miếng đậu. Mỗi gói nhỏ này là một miếng nhá. Để xem nó có thối như trong truyền thuyết không nào. Ai cha, không hề thối nhá. Hình như là mấy cái món đồ gói Trung Quốc này đều có mùi vị giống y hệt nhau hay sao ấy. Mùi dầu mỡ và mùi ngũ vị hương ấy. Cắn một miếng thì thấy nó không hề kinh khủng, chỉ có điều là khó ăn. Cứ kiểu gì lợ lợ, giống như một cục bột được tẩm thêm vị cay rồi dầu ớt. Mình xin phép nhá. Nếu bạn là một người yêu thích ẩm thực lạ miệng thì các bạn cứ mua nó về, còn mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Lý do đơn giản lắm, là mình không ăn được thôi. Lẩu cốc có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi cốc này có giá là 65.000 đồng chưa tính ship. Bên trong là các gói gia vị, gói thịt viên này, gói sốt này, gói xanh xanh này thì chắc là rau ăn kèm và bột canh, cả miến nữa. Giờ chúng ta cùng cho tất cả vào nhá. Chúng ta đổ nước sôi vào và cùng chờ đợi 5 phút thôi. Bột màu đỏ đặc trưng của các món nội địa Trung, chua các bạn ạ. Vị với mùi kiểu như là nước kho cá, loại cá kho của miền Bắc mà kho với tương giềng gừng sả ấy. Về thịt viên chiên nào, vị nó giống như là các loại viên chiên mình hay ăn ở cổng trường ấy. Còn miếng cuối cùng này thì nó ngang phè ra, y hệt là bánh quy mà chấm với nước tương cay ấy. Thực sự là hương vị của nó mang lại không hề xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ok, hộp cơm tự sôi có thật sự giống như trong quảng cáo hay không? Hãy cùng Tôm trải nghiệm nhá. Một hộp cơm tự sôi có giá dao động từ 80 cho đến 200 nghìn. Bên trong có đầy đủ từ túi thức ăn, túi đựng gạo, túi nước. Bên dưới còn chu đáo có thêm tăm, thìa ăn, túi đựng rác và... đây là gói tự sôi trong truyền thuyết đây mà. Ta bỏ gạo và túi thức ăn trộn đều, cho nước vào gạo. Sau đó đổ nước vào gói tự sôi ở phía dưới và chờ đợi. Chỉ đợi 15 phút sau, ta đã có một hộp cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút. Và bây giờ cùng thưởng thức thôi. Đây là cơm hộp vị thịt xào đỗ. Người ta còn tặng thêm cho mình một gói dưa chua để ăn kèm nữa. Mùi mắm khá là nồng nặc, thịt ướp rất là mặn. Còn cơm thì ôi trời ơi, tệ hơn cả chữ tệ nữa. Nó vừa vữa vữa, ướt ướt, không có được tơi. Ghê quá, không thể nào ăn thêm được nữa. Giá quá cao, vị quá tệ. Với hương vị như vậy thì còn thua xa một suất ăn 15.000 ở ngoài quán cơm bụi. Ok, lẩu tự sôi Haji Lao có hương vị như thế nào? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi hộp này có giá là 150.000 đồng. Hôm nay mình sẽ thử hai vị là vị kim chi và bò nạm cà chua nhá. Bên trong có rất là nhiều các túi sốt, rau, thịt cho đến mì. Đương nhiên là chẳng thể thiếu được gói tự sôi thần thánh rồi. Bỏ nước vào và chờ đợi 15 phút nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức thôi. Mùi của bò thì giống như là sốt vang ấy mọi người ạ. Rau củ lạ miệng, kim chi, chả mực, xúc xích, nói chung là mọi thứ đều ổn cả. Nhìn
Nhưng nói thật, mình không thể gọi đây là lẩu được, gọi nó là mì cay thập cẩm thì đúng ý hơn. Với giá tiền như vậy, nếu là mình thì mình sẽ gọi thêm một vài anh em nữa để phi ngay ra quán lẩu thưởng thức một nồi lẩu nóng hổi đủ no đủ vị. Nhưng nếu các bạn vẫn muốn thưởng thức và trải nghiệm cái hương vị của nó thì mình hoàn toàn ủng hộ. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Chè tự sôi có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi hộp này có giá là 125.000 đồng với vô vàn những gói bên trong. Và đây chính là gói tự sôi thần thánh các bạn nhá. Và giờ chúng ta cùng cho tất cả vào. Gói tô đùng này là thạch đen. Tiếp theo là hộp thạch dừa. Một cái trong vắt mình không biết là gì cả. Còn một hộp hình như là nước cốt dừa ấy. Còn có thêm gói hoa quả khô nữa. Gói bột bột vàng vàng này chính là gói vị sầu riêng. Giờ mình cùng bóc gói tự sôi, đổ nước, đậy nắp vào và chờ đợi thôi. Và mọi người hãy cùng Tôm thưởng thức luôn nhá. Nước thì ngọt vừa tới, nhưng quả khô thì chua quá. Mùi sầu riêng hòa quyện cùng mùi chua chua ngọt ngọt lợ lợ, thành ra lại hơi khó ăn. Đối với mình thì nó không được vừa miệng cho lắm. Bỏ ra 125.000 đồng để mua về một món chè mà hương vị của nó chỉ dừng lại ở mức ăn được thôi thì quá là phí tiền. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. Nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Rồi, tteokbokki tự sôi có hương vị như thế nào? Hãy cùng Tôm trải nghiệm nhá. Một hộp này có giá là 80.000 đồng. Bên trong có một gói tteokbokki to cộng một gói nước sốt. Tất nhiên là không thể thiếu được gói tự sôi thần thánh rồi. Ta đổ nước sốt vào tteokbokki và đổ nước vào gói tự sôi để bên dưới, đậy nắp lại và chờ đợi. 15 phút trôi qua và ta đã có một hộp tteokbokki nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi. Nước sốt thì mùi kiểu tương cà ấy. Tteokbokki thì dẻo, thơm, vị cay vừa phải, hơi tê tê đầu lưỡi. Thế nào nhở? Tìm nét đặc biệt thì không có, nhưng bản chất của nó thì khá là ok đấy. Tteokbokki tự sôi có giá không quá cao, lại rất là dễ ăn và vừa miệng. Các bạn hãy order về ngay để thưởng thức hương vị của nó nhá. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Ta lại quay trở lại với đồ tự sôi nhá. Và mình sẽ chọn một món mới là cá nướng tự sôi. Mình mua hộp này là 95.000 đồng. Hàng về. Khui xem nào. Ở đây vừa có gói tự sôi này, có dầu ớt này, bột ớt nữa này. Ở phía dưới có hai gói to đùng này thì chắc chắn là gói cá và rau củ rồi. Bỏ tất cả vào nào. Đừng hỏi Tôm về mùi nữa nha, bởi vì món nào của đầu chung thì cũng đặc vị thuốc bắc ngũ vị hương. Đổ nước vào gói tự sôi để khay đồ ăn lên, đậy nắp và chờ đợi trong vòng 15 phút. 15 phút đã trôi qua rồi. Trong đây có củ sen này, khoai tây này, măng này, mộc nhĩ này. Ăn miếng củ sen trước nha. Tôm hơi tham, cho hết bột ớt vào nên bây giờ cảm giác không khác gì ăn mì cay cấp độ 7. Cá thì bở và mặn, giờ ai cho xin bắt cơm ra đi thì tốt hơn. Món ăn này chỉ nên mua khi mình đi vào những nơi hẻo lánh không có hàng quán hoặc đồ nấu nướng. Chứ còn để nó thay thế cho bữa ăn hàng ngày thì không có chuyện đó. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Lẩu cốc có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi cốc này có giá là 65.000 đồng chưa tính ship. Bên trong là các gói gia vị, gói thịt viên này, gói sốt này, gói xanh xanh này thì chắc là rau ăn kèm và bột canh, cả miến nữa. Giờ chúng ta cùng cho tất cả vào nhá. Chúng ta đổ nước sôi vào và cùng chờ đợi 5 phút thôi. Bột màu đỏ đặc trưng của các món nội địa Trung. Chua các bạn ạ. Vị với mùi kiểu như là nước kho cá, loại cá kho của miền Bắc mà kho với tương giềng gừng sả ấy. Về thịt viên chiên nào, vị nó giống như là các loại viên chiên mình hay ăn ở cổng trường ấy. Còn miếng cuối cùng này thì nó ngang phè ra, y hệt là bánh quy mà chấm với nước tương cay ấy. Thực sự là hương vị của nó mang lại không hề xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Ok, hôm nay Tôm lại tiếp tục với chuyên mục thách thức bản thân với mì cay cấp độ 7. Bát này Tôm đặt là vị thập cẩm với giá là 68.000 đồng chưa tính ship. Xem với 68.000 đồng thì mình có những gì nào? Một con tôm, hai miếng mực, hai miếng cá và một tá chả viên. Chúng ta cùng mâm mâm thôi. Uống nước dùng trước nào. Wow, tê cứng hết cả lưỡi rồi. Phê lôi. May là mình đã chuẩn bị một cốc sữa ở đây. Sữa hãm cay rất tốt đó mọi người ạ. Nói chung là mì cay cay cấp bao nhiêu là ở nước dùng hết.
chứ đồ và mì thì cái nào chả giống cái nào. Trời, mình bắt đầu toát hết mồ hôi tay mồ hôi chân tứ lưa ra rồi, thiếu điều là chảy nước mắt nữa thôi. Đời mà không dám thử trải nghiệm những cái lạ thì còn gì vui và thú vị nữa. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Mì khô gà cay phô mai Hàn Quốc có hương vị như thế nào? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mỗi gói này có giá là 24.000 đồng. Về bố cục thì cũng chẳng khác các loại mì khác là mấy. Mới mở ra thì cũng mùi kiểu như là mùi khô gà vậy. À đúng rồi, mì vị gà cay phô mai mà lại. Lưu ý nhá, mì là mì trộn nên bây giờ chúng ta cần phải đi chần mì trước đã. Tân tân, mì chín rồi đây. Giờ chúng ta cùng trộn các gói gia vị vào với nhau nào. Đây là gói vị phô mai này. Mùi thơm béo đặc trưng của nó đó. Thêm dầu cay nào. Wow, đồ ao ao luôn nhá. Trộn đều, trộn đều, trộn đều, trộn đều. Và giờ thì mời tất cả mọi người nhá. Ui, cay cay quá. Cay tê não luôn ý. Cay tê mắt tê mũi rồi nên là không cảm nhận được vị gì khác ngoài cay cả. Được rồi, để Tôm cố gắng ăn thêm miếng nữa nhá. Nhai, nhai, nhai. Nhìn thôi, không dám nuốt nữa. Dầu cay của nó cực kỳ cay nên là mọi người nhớ lưu ý bỏ vừa theo mức độ chịu đựng của bản thân nhé. À, những anh em nào có bị bệnh về dạ dày ấy hay là cơ bụng yếu thì đừng nên ham hố. Chứ không á, rát cơ mồm rát luôn cả cơ... Đấy đấy, chúc anh em ngon miệng nhá. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá. Rồi, ok, mì siêu cay, có thật sự siêu cay thì hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay bây giờ nhá. Mỗi gói này có giá chỉ khoảng 12.000 đồng. Nó cũng giống như các loại mì ăn liền bình thường là bên trong có mì, có gói gia vị, dầu thực phẩm. Đặc biệt hơn là nó có thêm một gói gia vị siêu cay. Đây là loại mì nấu nên các bạn chú ý nhá. Và bây giờ chúng ta cùng thử xem hương vị của nó như thế nào thôi. Nước dùng ngấy vì có nhiều dầu, cái này các bạn có thể tự điều chỉnh được nhá. Vừa chạm vào đầu lưỡi đã cảm nhận được vị cay rõ rệt. Được cái là sợi mì dai, ngon. Giữa mùa đông lạnh mà ngồi ăn một bát mì như này thì chỉ có nóng phê người. Mì siêu cay, thực sự cay, rất phù hợp cho những ai muốn thách thức vị giác của bản thân. Nhưng những món đồ siêu cay như thế này thì không nên ăn nhiều, tại vì sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày của các bạn đấy.